Xây chu tre trong vòng 1 phút. Xây chu tre trong vòng 5 phút. Và xây chu tre trong vòng 10 phút. Và các bạn đoán xem coi ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi lần này. Đừng quên xem hết video nha. Ok, let's go. Mình có một thông báo cực kỳ quan trọng dành cho tất cả các bạn fan yêu thương Hero Team, đó chính là vào ngày Chủ nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì Hero Team sẽ tổ chức fan meeting siêu to khổng lồ lần thứ 2 nha mọi người. Nên các bạn đừng quên nhanh tay mua vé và tới tham gia sự kiện nha. Mình sẽ để link phía dưới comment để các bạn có thể mua vé nha mọi người. Ok, đừng quên tham dự nha. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Rồi, bây giờ chúng ta không cần nói nhiều nữa, chúng ta cùng tiến với màn biểu 1 phút, 5 phút, 10 phút. Yeah! Rồi, bây giờ chọn từng chỗ. Bây giờ tôi là người thích rồi, cô đơn một mình, tôi đứng ở ngoài rìa thôi, tôi không có bên trong rồi không? Tôi là người bà rồ không? Đứng ngoài này rồi. Bây giờ ai chọn chỗ nào? Rồi Phong chọn chỗ nào? Ủa bên này hả? Tôi đứng đây tôi coi Sam có gian lận hay không. Trời ơi trời, kinh thường người khác. Trời ơi, banh mắt ở đây tôi không bao giờ gian lận nha. Rồi Phong chọn đây rồi, ok rồi. Mui đâu? Mui đâu? Chị ở đây luôn nè, tự sắp rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta có 1 phút để build con chua tre mấy bạn ơi. Mấy bạn biết con chua tre không? Được quay con bạn sao biết nha. Rồi bây giờ em có lệ mà build trong vòng 1 phút đó hả? Trời ơi, chứ sao chị nó là yêu quái à. Build. Trời ơi trời, lúc trước mình build alphabet nó còn dễ bạn. Bây giờ còn build chua tre là nó nguyên con tàu hơi mệt nha. Rồi chuẩn bị sẵn sàng với nè, sẵn sàng với nè. Rồi ai ai mình chỉ nhớ là cái đầu của bạn rồi. Ok rồi, chuẩn bị nha nè, chuẩn bị nè. Chị bảo chưa nhá, ai cho chị lỡ lắc vậy? Em có đâu được lỡ lắc đâu chị ơi. Trời trời, rồi chuẩn bị nha. Rồi yeah. Rồi ok rồi, chuẩn bị nha các bạn. 3 2 1 bắt đầu. Nó màu đỏ, tôi nhớ nó là màu đỏ. Ok rồi ok, là cần có cái đầu màu trắng rồi. Ok đây mình lấy hai cái đầu luôn. Đúng, cái đầu màu nó chỉ có cái mặt màu trắng thôi nha. Cái mặt nó màu trắng rồi. Ok, để em gì làm rung quá à. Rồi có cái chân nè, đó ba cái chân mình làm nhỏ với bạn. Cái mặt đây đúng không? Rồi mình xem coi, nó có cái ống mấy bạn. Đây cái mặt nó đây nè, đúng không? Rồi nó có cái mặt, cái này mặt nó màu trắng nè. Rồi nó có cái ống nè đó. Rồi mình làm cho nó đúng rồi đây. Rồi ok, cái ống cái ống làm sao ta? Từ từ, giống chưa? Nhưng mà chưa ta? Đúng rồi. Không, làm to lên. Đó, cái ống đằng sau nó dài lắm bạn. Rồi, ok, mười mấy giây. Ui, giúp đồng tàu vô không? Còn nó, có bao nhiêu? Đây, cái ống. 11, 10 giây. Nhanh, giống chưa, cái mặt ơi, sao yêu kẹp mà đòi. Thôi, mình cho mặt người cho sợ bạn. Đó, rồi. Ôi, tôi, cái ống khoái. Đây, cho nó như ống khoái. Đây, hai bên, đút hai bên. Rồi, ok, hết giờ. Cái lần sau mình đẹp quá. Yeah. Dừng tay ai mà biêu nữa khẽ cái tay liền. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng chấm điểm thôi. Người đầu tiên là Phong Cần Tí Dây. Qua đây mọi người, tập trung qua đây. Phong Cần Tí Dây để xem. Cái gì vậy? Trời ơi, không biết cái bánh đinh là. Trời ơi, trời. Phong ơi, có 1 phút thôi á em. Phong ơi, em mới vừa xây cái mặt thôi là hết giờ rồi. Trời ơi, Phong ơi, biết luật lệ chưa à? Quên mấy bạn ơi, đây là lần đầu tiên Phong chơi này nên thông cảm nha. Bây giờ thay vì build chu che, Phong build một cái bánh in mấy bạn ơi, thấy ghê chưa? Ok, thì chơi thì gọi là bánh oản chứ không. Trời ơi, đây các bạn đừng quên chấm điểm cho Sam là cái tác phẩm của Phong bao nhiêu điểm nha. Cho tôi là tôi chịu đó. Rồi cái ngày là nó đưa được cái mặt rồi mấy bạn. Cái mặt con này nó đi được đâu rồi. Ok, người tiếp theo đây là Mui nè. Quay Mui. Nãy Mui cười dữ nè. Rồi, để quay Mui cái gì? Cái gì vậy trời? Mà vẫn có hình dạng. Cái này là gì vậy trời? Thu rồi. Trời ơi trời, từ cái đen đen này là gì vậy? Cái đen đen là cái gì vậy? Trời ơi. Đen đen nó là ống khói chưa thấy xong. À ok. Cái này phải như này nè đó. Ok. Ống khói nó màu đỏ luôn á trời. Trời ơi trời, ủa không phải màu đen mà. À cái này hai con mắt nó đúng không chị? Con mắt cái đó. Đúng rồi, hai con mắt đó. Trời ơi trời. Ok, bạn đừng quên chấm điểm con chu em 1 phút của Mui bao nhiêu điểm nha. Rồi đấy, cái người quăng chị nghĩ ra nó giống con gì rồi? Giống con này nè. Con gì? Ủa? Con gì? Nè. Không, đó, giống dễ trơn luôn á trời. Đúng giống dễ trơn, mắt chị bị sao? Đúng rồi. Rồi bây giờ cái người tôi mong chờ nhất là mẹ Simi là cái người build đẹp nhất trong vòng 1 phút. Để coi Simi 1 phút bao nhiêu nào, để coi. Trời ơi. Chị ơi, chị đồng chị à. Chị ơi, người ta build đẹp, người ta build quá đẹp luôn. Con gì chó. Do gì? Nó là con gì?
vậy chó? Tao đụng mẹ. Nè nha, ít nhất người ta còn build được khuôn con ve. Còn ông build được cái mặt con ve, ông nói chuyện như lúc rồi đúng không chị? Tôi build cái bánh bao. Trời ơi trời, đối mặt bánh cái trách nhiệm con chú che của CP bao nhiêu điểm tôi chấm nó thích rồi nha. Tôi nghĩ là 10 điểm. Phong cận kỳ ghê đúng không xem? Kỳ ghê đúng không? Phong cận của bà Sammy Đào là một đôi. Con của Sammy Đào là một đẳng cấp khác với bạn à. Trời ơi trời, đẳng cấp chưa? Nè nha, không nhiều hồi hero rai hả? Cái gì? Đây này, có xét không? Sấm xét hả? Thôi chị ơi, đây nè, ông biết là rốt cuộc cái con mà cái con chu chu cái con chu chu che kia đúng không? Đúng rồi, con chu che. Trời ơi! Trời ơi! Phá dễ sợ nè nha. Chịu hỏi hero rai. Nè nha, con chu chu che này. Hero rai. Trời ơi, cái gì vậy? Bùi ơi, cháy sát phòng của em. Trời ơi, bà này nó phá. Chị ơi, cái gì phá nhà em bây giờ rồi các bạn thấy không? À, đừng quên chấm điểm cho tác phẩm của Sam ơi, điểm đừng quên cho mình dễ Sam biết nha. Trời, tôi thấy là giống quá trời giống luôn. Rồi, này nha. Nè nha. Rồi xong cháy cái đồng tàu của tôi ơi. Trời ơi, đừng. Mệt ghê luôn à. Rồi, bây giờ chúng ta để qua xem quay 51 phút là nó là như này, còn 5 phút thì như nào? Đừng quên xem video nha. Bây giờ chúng ta cùng qua với đoàn tàu chu 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 xây trong vòng 5 phút thôi nào. Yeah. Rồi ok mọi người, bây giờ chúng ta cùng build với 5 phút chu chu che như nào nha. Mình sẽ rút kinh nghiệm, mình sẽ không build lên nữa các bạn. Trời ơi, cái con người cái ác độc quá, dám đốt nhà mình các bạn ơi. Rồi ok. Rồi giờ cười hay chưa? Cười hay ác. Trời ơi trời, đâu mọi người chuẩn bị chu chu che trong vòng 5 phút chưa? Chuẩn bị chưa nào? Lực chơi ơi, giờ tôi thắng cả. Trời ơi, ok. 3, 2, 1, 5 phút xin được phép bắt đầu. 5 phút rồi, ok. Bây giờ mình build cái đầu trước các bạn. Cái đầu màu trắng. Build cái đầu trước. Rồi, ok. 5 phút thì tụi mình cũng sẽ build thông thả các bạn. Nhưng mà cũng sợ á. Sợ lắm á. Thôi, build sao cho nó đẹp đẹp là được. Gì đâu mà sợ, có ai làm gì đâu. Trời ơi, trời, chị ơi, muốn thắng chị ơi, trời. Người ta build là build cho thắng chứ chị. Người ta build thắng còn mình thì build cho vui đó chị. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình làm cái miệng đấy, cái miệng sờ sờ. Xong rồi ước gì mà mình build cho vui mà mình cũng thắng nhở? Khó á. Trời ơi, em build cho vui em thắng chứ coi à. Hiểu nhở, lúc này tay của chị rồi. Phong chứ ai cho tôi tin Phong nha. Phong là build hơi bị bò rồ các bạn. Trời ơi, thánh build nha. Trời ơi trời, nhưng mà không biết là build. Phong ơi build vừa quá nha, build nhiều quá nó thành. Nó không có thành đâu nha. Đúng rồi. Nó hành đẹp quá đúng không? Ủa nó thành không rồi. Về đâu rồi. Đó, anh không kịp á Phong ơi. Đó, rồi cái mặt đẹp trời quá rồi. Trời ơi, đẹp quá rồi. Bây giờ mình sẽ build bên vòng tròn. Đó, cái này thì nó cái con vui che này nó đặc biệt, các bạn biết sao không? Nó là một con yêu quái có nhiều chân. Trời ơi trời, cái tàu lửa mà nó đi bằng chân các bạn. Trời ơi trời, con gì lạ lùng không? Ôi. Bỡ bạn, chắc là bạn xem lửa anh em tàu lửa mà tưởng là con nhện. Ờ đúng rồi, tôi đúng sợ luôn. Tôi sợ cho con nhện mà nó hề luôn trên đoàn tàu mà em đi cái đoàn tàu này chắc em sợ chết luôn chị ơi. Em sẽ không bao giờ đi tàu luôn nếu mà có đoàn tàu này ngoài đời á. Ôi ghê sợ luôn á. Không sao đâu, em gái của chị sẽ giúp em đến tìm cái đoàn tàu như này. Không, chị sẽ tìm một cái đồ chơi bằng con như này, sau đó chị sẽ tìm gái em và nói chị chào em. Chị tốt quá. Chị mà. Ôi chị ơi, rồi bây giờ mình sẽ build xong cái đầu của bạn. Trời, mới build cái đầu mà 3 phút rồi, còn 3 phút các bạn ơi. Nhanh không build chậm. Còn 3 phút hả? Đúng rồi. Trời, còn 3 phút nhiều dữ rồi. Ít hơn xíu được không? Để xem coi em, mọi người nhớ nha. Mọi người nhớ nha, Phong cần nha. Trời ơi, tôi là tôi không tin đâu nha. Tôi là tôi thấy Phong cần gáy dữ lắm các bạn. Rồi tôi là tin nhất là Simmy. Simmy xây rất là đẹp các bạn. Đó. Trời ơi, điểm sáng của mọi người. Mà mình có bao giờ hồi nãy em kêu tên Phong cần, bây giờ kêu tên Simmy. Trời ơi trời, thôi tôi nghe. Tôi thấy con người hai mặt. Dòng bèo cái bánh hình đó. Không bèo cái bánh hình sao tôi tin được. Trời ơi, mới bèo bông bèo. Nhưng mà cái hồi nãy là Sam bảo tên Phong cần, bây giờ kêu tên Simmy. Không, giờ tên Sim rồi, giờ tên Sim rồi. Ông không biết tại sao vậy, ông làm người ta tuyệt vọng á. Ờ, vậy đó. Hai lời, hai lời. Thôi chị mà là Phong á, chị cũng buồn lắm biết sao không? Trời ơi, trước thì người ta bảo tin mình, xong rồi sau người ta bảo ghét thôi mình. Thôi chị hả? Thôi chị ơi, say chị ơi, chị nói nhiều chị thua bây giờ. Say đi. Đúng chứ đốt chị. Chị thua sẵn rồi, chị sợ gì vậy? Trời ơi, trời, con người đâu say nhà. Đây, biêu đi, mình tập trung đi ô, nói chuyện nhiều chi rồi tí đi biêu không ra cái gì mới cười nè, tí tôi cười từng người nha. Từ Simmy nè, ok. Cười à. Ai cười chứ cười chị là chắc rồi, nó có lúc nào em không cười chị đâu. Ủa, tại vì chị say kỳ, tại vì chị say kỳ chứ người ta mới cười chứ. Vô duyên. Trời ơi, mà chó là người ta đã cố hết sức rồi. Mà say đẹp là không công nhận cái sự cố gắng của em. Thôi cười chứ có đau khổ người ta
sao nữa. Ok em xin lỗi chị. Chị đừng xây gì nữa. Chị xây sao đừng để mắc cười được chị ơi. Em dễ cười chị. Thông cảm giúp em đi. Trời chị em muốn cười đâu chị ơi. Chị xây mắc cười bắt em nói là sao mới đừng cười thì em chịu chị ơi. Nàng giống như mình xây đẹp như thế không? Nhỏ cười không hiểu. Rồi ok bây giờ xây cái chân. Trời ơi dư trời có thời gian luôn các bạn ơi. Dư cái chân em không biết là có cái gì đó cái nào cái thang màu đen ta để mình làm cái chân quá. Trời ơi cái chân nó màu đen mà không có buồn quá. Không mà. Có thể không? Là oxygen mà. Oxygen á. Ủa là gì? Oxygen. Cái cục mà xuống địa ngục á. Hoặc là cục thang cũng được. Tại sao mình không nghỉ nha. Ui tại sao mình không nghỉ tới nha. Sao mình khơi ta. Đây. Rồi. Mọi người biết sao? Cái con này nó tên là gì cơ? Chu tre chị ơi. Chu tre. Chu tre biết sao? Chu tiếng tàu quá chị. Tiếng tàu quá. Ui còn mấy giây nha bạn ơi, còn mấy giây nha. Google nó không ra. Chu chu là chờ chờ chứ không phải là chu chu là chậu chu má. À chị không chị cũng chờ mà. Không chị là cho. Rồi. Là cho. Rồi. Nhưng mình xây sai các bạn ơi. Đây. Rồi ok. Rồi mọi người nhanh lên mọi người ơi, còn rất ít thời gian nha. Xong từ rồi sợ gì á. Thôi chị xây đỉnh vậy luôn hả? 5 phút của chị chứ đâu. Rồi còn 21 thì nhanh lên, còn cái chân nữa nhanh anh trời ơi. Thời gian là vàng là bạc đâu. Mình đang thông thả cái này. Rồi ok. Nhanh. Các bạn ơi chứ không ngủ. Đẹp quá. Trời ơi. Quên hai cái đuốc. Quên. Mấy giây? 7 6 5 4 3. Đây hai cái đuốc. Đó. Ok. Trời ơi, phiên bản 5 phút lại tuyệt vời hết. 5 phút các bạn ơi. Dừng tay xin tí vậy, dừng tay rồi. Ok. Kiểm tra người đầu tiên. Tự hào về chính tôi mọi người. Rồi bây giờ tôi sẽ đập cửa qua nhà Phong Cận luôn nha bạn. Phải cần vòng vô nha, vòng quanh Sikula nha bạn. Rồi vô để xem có Phong Cận coi. Wow! Cái gì? Liên quan chứ sao chị ơi chị chứ ai xây cái máy cày cho chị đâu.
đẹp thế này mà ta. Trời ơi trời ơi, bạn đừng có chấm điểm cho tôi hàng hắn lời rồi. Ok, qua tác phẩm của Simi. Trời ơi, người tôi thích nhất. Để xem qua Simi okay. Như thế nào đây coi. Nói chung là ui. Đã... Wow. Ê, giống nguyên bản nha. Giống nguyên bản nha. Không đùa, không đùa. Y chang nguyên bản nha. Dưới này nè. Giống đó mà. Phong ơi. Phong, Phong. Sao đẹp bằng em đúng vậy? Trời ơi trời. Ủa Simi ơi Simi. Chị ơi, em xin mời sao chú che bên cạnh con trâu vậy? Em bố nó thêm trâu không? Cô biết nữa, chứ nó đang định ăn con trâu mà người. Trời ơi trời. Dạ. Chú chết ngựa phát nha sai nha. Ủa sao con trâu nhìn giống Pikachu vậy? Không. Chân nó màu đen như vậy, màu đỏ. Ủa sao chị cầm mòi giống trâu? Ủa sao chị cầm trâu vậy? Trời ơi. Chị bê nó ra chỗ khác á. Rồi ok. Ok chị ok, đây quay mà mua bấn cái đâu. Ok đúng rồi. Làm gì vậy? Ủa sao con lại bé trời gì vậy? Sao con lại bé? Nó nhỏ vậy. Đi con kia to về đúng nhỏ luôn bạn. Thôi đây là đừng có thấy giá động vật nữa. Chấm đẹp đi. Nhưng mà điều mấy bạn biết sao không? Cái con này mà nhiều. Cái con này là CMP như nguyên bản gốc các bạn. Đó đây cũng được, nó cũng không. Đẹp. Đó. Không. Rồi. Không ok. Mấy bạn đừng có chấm điểm cho xem CMP bao nhiêu điểm nha. Cảm ơn các quý vị khán giả đã đến xem. Cảm ơn mọi người. Mệt ghê luôn à. Rồi bây giờ qua nhà tôi nè các bạn ơi. Nhà tôi nè. Trời ơi cái, em mà tính ra nha, cái con to nhất cho mày là Phong Cần. Sao Phong Cần sẽ to nhất ta? Tôi thắc mắc ghê luôn. Đây chuyện tôi thấy đẹp, đẹp chưa? Ừ xem nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Yeah. Đẹp chưa? Trời ơi con này em mặt giống ta mua mà ta. Cái gì vậy chị? Con em đẹp hơn nhiều. Đây là sao con mặt nó lồi ra ngoài vậy? Ủa nó là con mặt nó là con quỷ mọi người ơi. Mắt lồi răng lồi chứ ai mà mọi người tính gì vậy? Đây đây đây, nó có tâm hơn là có lửa nè, có khói đồ ấy chưa. Và đằng sau nếu mà người không biết, con Juju Che là đằng sau có một cái cửa đó. Rất nhiều người không biết điều này nha, đằng sau lưng nó một cái cửa mà đó chứ sao quá chi tiết luôn. Và bên cạnh là hai cái đuốc nè đó. Các bạn đừng quên chỉ để cho Sammy đào nha. Thì cô còn không chăm cho Sam cao hơn Phong Cận nha. Rồi rồi tôi tin vậy mà đúng không? Rồi ok. Rồi bây giờ tôi đang đến màn cuối cùng, cái màn quyết định xem ai mới là người thắng nhau. Xây 10 tiếng. Trời ơi xây điền nó không thùng là xây trong đến mai hả vậy vậy? Xây trong vòng 10 phút để xem coi ai mới là chủ cuộc chơi này, ai là người xây Juju Che đỉnh nhất trong Minecraft. Sẽ được phép bắt đầu. Trời ơi trời, để xem coi ai là người thắng nha. Trời ơi tôi biêu nha, tôi biêu nha. Biêu trời ơi, biêu quá trời, biêu biêu nhiều quá. Đó thì với màn cuối cùng tôi xin luôn chơi cái trận đó chính là gian lỗi bạn ơi. Bí mật nha, chuyện này chỉ có tôi với bạn biết thôi nha. Rồi ok, thì tí nữa Sam sẽ gian lộn. Còn bây giờ tôi sẽ xem quay mọi người sẽ build như thế nào nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tàn hình tí. Đó, đó bây giờ tôi sẽ tàn hình. À, xong cần xây gì đây? Trời ơi, trời ơi, vũ ta, vũ ta. Bữa nay xây hưởng cái trước luôn. Vũ ta, để xem coi. Trời ơi, mọi người xây đâu mọi người? Tôi xây bự lắm vậy à. Trời xây đang xây. Xây được cái gì quan trọng là ai đi. Cái xây được thế nào mới là quan trọng chứ. Ghê ghê rồi. Ơi. Để xem coi người tiếp theo xây như nào. Phong Cần xây bự nha. Coi mua quà và mua là người đặc biệt nhất nha. Cha. Yeah. Xây bự dữ ta. Lần này là có gọi là rút kinh nghiệm mấy bạn ơi. Đã xây bự là bự. Trời ơi. Ê đẹp nha, đẹp nha. Trời ơi, trời ơi, dữ dữ mấy bạn ơi. Đó. Ê Phong ơi, lần này có xây được to bằng chị không? Chị hứa đảm bảo nha, lần này là không ai to bằng chị luôn. Trời ơi, dữ quá bạn ơi. Sớm à, làm gì chị ơi, xây gì ơi, mình lớn rồi. Ok, bây giờ qua gọi là qua Simi. Qua Simi xây dữ nào bạn, tôi rất thắc mắc nè. Để quay Simi à. Ủa, ủa ta sao lần này Simi xây lạ vậy? Thường thường mình xây đẹp, bây giờ mình sẽ xây làm sao cho mọi người chấn động mới được. Trời ơi, chắc cái nội gió xíu. Trời ơi, xây người ta thấy bự hơn. Tôi sẽ bến đất no lên cho con này nhìn giống gái luôn. Ai làm gì mà cũng chơi chứ bây giờ xây đẹp hoài sao được đúng không? Ê, chị nghe thấy nha, Simi thắt bím thắt nơ cho cái bím mà dạ? Này là thuộc dạng kinh dị là sao vậy? Trời ơi quá kinh dị vậy. Ô chở chị tao ra. Oh my god mấy bạn ơi, dữ quá rồi, ai cũng xây dữ lắm mấy bạn ơi. Đây rồi ok, trở về phiên bản bắt đầu. Đó, trời ơi ai cũng xây dữ quá, ai cũng muốn thắng hết trơn nhưng mà làm sao thắng bằng sao được? Tại vì tôi dùng chết mà. Ok, bây giờ sao cho mọi người thấy cái tác phẩm của tôi vậy, là tác phẩm tôi rất là to, tôi phải xây xa xa hơn tí. Mình sẽ xây đó, mình sẽ xây từ đây nè mọi người. Đó, tác phẩm tôi là siêu to khổng lồ nha mấy bạn. Đây, tôi sẽ để tác phẩm tôi ở đây. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ chiêm ngưỡng cái tác phẩm siêu to khổng lồ của Sammy Đào nha. Rồi 3, 2, 1 bùm. Ui
trời ơi, chửi chạy bạn ơi, hacker để xem coi có chuyện gì xảy ra nha. Ui trời ơi, rung quá. Ui trời ơi, giật ơi, người có thấy giật cái gì không? Ủa giật gì? Trời ơi, gì đâu, em nghĩ là mạt lắc cái trời. Ui mọi người, gia đình quá. Trời ơi, cái gì đây? Giật giật á mọi người. Oh my god, trời ơi trời, ai mà xin lại tôi nè mấy bạn ơi, ai mà xin lại được, trời ơi trời. Trời ơi mọi người xin xong chưa nhở? Mọi người hiểu, có hiểu cảm giác mà mình đặt block rồi sao tự nhiên nó biến mất không? Em không biết, trời chắc lag á chị ơi. Lag gì ta? Ai biết đâu, cái này em không biết cái trơn á. Sao mà lag cái mọi người ơi, chứ em không biết đây, bây giờ tôi thằng khỏi thằng mấy bạn, nó cho thêm răng cái này nè, đó, cái này nó nhìn dữ hơn. Ôi trời ơi, say mệt quá mọi người ơi, tôi say quá trời say luôn, lần này tôi say là tôi phải thắng nha các bạn. Đó, mọi người cẩn thận nha, tôi thắng đó. Ôi, mọi người cẩn thận có dừng Sam win nha. Chắc trước rồi, hiểu không? Cẩn thận nha mọi người. Cẩn thận nha, đó, chắc trước á, hiểu không? Đó, tại vì tôi đã thật. Ok. Tôi thắng thật chứ tôi không thắng ảo, hiểu không? Phong cận nè, tôi không bao giờ sợ ông nữa, biết sao không? Tôi bờ cờ rồi Phong Hà, ông thấy không? Đó, làm sao mà ông mới chủ tịch giả nghèo mà cái kết thôi, hiểu không? Nãy giờ tôi giả vừa biêu chơi thôi. Từ trước giờ tôi trong game ngoài đời bao giờ bà sợ tôi đâu, bà nói con đó. Sao nghe buồn cái vậy ta? À rồi, trời ơi. Giọng Phong rất là đang đâu, giọng Phong đang vui mà, Phong đang vui á. Ồ vui hả? Sao tôi không biết ta. Mình sẽ làm cho nó kinh dị không các bạn. Con này là con yêu quái kinh dị chu chu tre. Đó, bây giờ mình sẽ mình sẽ cho thêm lava vô cho sợ các bạn. Đó, lava ở đâu ta? Cho lava ở miệng chảy ra đó, nó chảy nước miếng các bạn. Sợ chưa? Đó. Nâng cấp sự kinh dị hơn hàng ngàn lần nữa, thấy chưa? Đó, trời ơi, trời, quá đẹp luôn. Rồi. Trời ơi, em nhìn nó như chạy nước miếng mấy bạn, em nhìn nó đáng sợ tại vì nó là lava mấy bạn. Wow, kinh dị quá, trời ơi, trời ơi. Rồi, để cho tôi xem quay. Ai mà xem con chu che tôi chắc ngờ ngạn ngửa đúng rồi. Trời ơi, nãy giờ chị bắt đầu hoa mắt chóng mặt rồi tại vì nhiều màu đỏ quá. Đúng rồi, con chu che này mấy bạn, nó là màu đỏ rất là nhiều. Đó, nó có cửa đằng sau mấy bạn. Đó, và nó cực kỳ đáng sợ luôn nha các bạn. Tôi rất luôn cái lần bây giờ tôi build to tôi mới thấy nó đáng sợ lắm các bạn. Trời ơi, cái gì đâu mà con tàu mà có cái mặt lồi xong rồi có cái chân nhện xong rồi nó cũng biết đi đó bạn, nó đi quá trời ghê gớm luôn á. Trời ơi ghê quá trời ghê luôn. Đâu đi từ từ, quỷ này nó ngồi nó nhảy nha mọi người. Mấy bạn biết cái con quỷ này nha, nó không những nó chạy nó còn nhảy nữa các bạn. Trời ơi, nó là tổng hợp tất cả các loại luôn. Thỏ nè, nhện nè, trời ơi trời, cái gì mà kinh khủng nha bạn. Các bạn biết con này mạnh như nào đừng quên comment vì sao biết là con này mạnh như nào nha. Trời ơi trời, tôi thấy sợ gần chết à. Rồi bây giờ con mắt nó làm gì cho nó kinh? À, con mắt tôi để laser vô cho sợ đó. Để cho tụi biết tôi chăm chỉ như thế nào. Rồi, tôi sắp xong rồi nha. Ai xây chưa xong rồi gà, ai chưa xong thì cứ xây nha. Tôi là tôi xây sắp xong rồi đó. Nói trước. Rồi, đó. Phải, em xây xong rồi. Trời ơi, bây giờ em ngộm chơi nè. Em ngộm chơi 5-10 nè đó. Rồi, wow. Wow, không được đâu, không được đâu. Chị cũng xong rồi nha. Rồi, mua xong, Phong xong chưa? Sắp xong rồi, xin xong chưa? Wow. Sắp xong rồi. Rồi, ok các bạn, đừng quên đợi trong giây lát để xem các bạn, đừng quên coi gì sao biết là ai là người thắng nha. Chứ tôi là tôi biết gì hết trơn á. Trời ơi, ai biết gì đâu. Ok. 5 minutes later. Rồi, hết thời gian cả nhà. Ping pong. Bây giờ chúng ta còn qua tác phẩm đầu tới đó chính là Phong Cận TV đẹp trai hành trình vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Ok. Qua Phong Cận nè mọi người. Tập trung. Để coi, ủa gì đây? Ủa sao đen thù lui vậy? Từ, qua đây. Ủa sao tôi qua đây cũng được? Đây, để coi. Hey! What? Cái gì vậy Phong Cận? Ủa chị ngầu quá. Cái gì mà chu chu che mà dầu vậy? Đeo vòng vàng, lắc vàng, lắc chân, lắc tay, tèo tèo, cái gì mà dữ vậy ông nội? 10 phút về còn dư nên tôi trang trí thêm cho nó. Trời ơi trời, em Phong ơi, con này con yêu quái mà ông trang trí cho là bạn thân best friend ông vậy? Trời ơi trời, cái gì vậy? Nó là yêu quái đó. Từ. Ui. Ê mà công nhận nha bạn, cái con này nó bự hơn cái con 5 phút nhiều nha. Nhìn nè trời ơi, chuẩn xác luôn, từ cái đầu đến cái thân nó to ơi là to, còn mấy cái chân nó to theo luôn các bạn. Trời ơi trời, còn khuôn mặt đây. Ui chao. Từ, cái này là tranh vẽ hay gì? Ủa sao như vẽ vậy? Ui. Đây là xây mà, đây là Phong xây mà. Em nói trời ơi. Tôi là tôi xây em tôi vẽ. Ê, một chút có gian không vợ, có gian không vợ gì mà 10 phút mà xây nhanh vậy? Trời ơi trời. Tôi không bao giờ trang gian như là người không gì đâu. Trời ơi trời, dữ vậy trời. Bạn đừng quên có một việc sao biết nhà là con chu chu che dầu cổ Phong Cận bao nhiêu điều đó. Tôi nghĩ là con là rất thích nhất trong tất cả mọi yêu quái luôn bạn. Hình như cái gì đó sai. Chị vậy cái sai nè. Sai sao? Phong Cận bình thường là kim cương chứ tại sao lại là sao cho vàng?
rồi sao luôn. Ngoài đời chị ơi, ngoài đời kim cương à, có anh già nó quý hơn chị, mình tính ngoài đời á chị, ngoài đời vàng đeo sướng hơn, hiểu không? Vậy ở ngoài đời vàng quý hơn kim cương hả? Vậy ờ chứ sao, trời trời tôi thích vàng hơn mấy bạn. Rồi ok, bây giờ cùng chúng ta cùng qua tác phẩm tiếp của ca mùi tivi để xem coi vui có lột xác không. Để coi vui có lột xác. Ủa cái gì đây? Trời ơi, một con rận. Ủa từ từ, đó rất là to mấy bạn, đó rất là sáng tạo luôn. Và đặc biệt cái chân này cực kỳ giống chân dáng chị ơi chị. Em nói thật luôn, chị có thể nâng cấp lên là chị nâng cấp được cái người. Sao chị không làm cái chân cho đồ hoàng, làm cái chân dáng như vậy? Cái này thì cái này là cái chân dáng, em nói thật luôn. Giờ chị nói sao chị bịt mắt em mà chị bắt em nói chuyện, em cũng nói là chân dáng các bạn ơi. Bây giờ để chị bảo em này, em tưởng tượng đây. Trời ơi đó, cứ bây giờ đây là chị nhìn theo cái hình, đây là chị nhìn theo cái hình ở trên mạng á, chị thấy trời ơi đau quá. Con này của chị nó ăn xong nó nằm riết, nó không tập gym đúng không? Nó tập bụng không, nó tập chân đúng không? Ông ơi, nó ăn xong cái chân nó không tìm đi, nó cái tao chân nó teo lại, cái bụng thì nó bự lên, điều không là ăn trong tủ rồi. Cái củ khoai lang mà nó cắn ra ba cái nhang được. Đây là cái con chu chu này nó làm được con tàu đúng không? Đúng rồi, sao nữa? Con tàu thì nó đi trên đường ray đúng không? Có đúng đường rồi. Ray này thì cái chân này nó không sử dụng. Trời ơi, ơi, chị ơi, ơi chị con ơi. Con tàu có to vậy, chị chơi cái đường ray to thế này luôn hả? Chị ơi, cái đường ray to. Cái đường ray. Chị con này nó còn không có bánh xe. Nó giống như... Ê, em mà người phát hiện ra cái con này bánh xe cũng chạm đất này ơi. Trời nè cha, chị Giang Giang nó dối dữ vậy. Không bánh xe không cảm đất cái mà nó không bánh xe to. Đây là chú ngoài hành tinh. Trời ơi, phản lý là chị đi. Chị em đi. Cái gì chị cũng nói được, làm cái nào bà cũng lật lòng được mấy bạn. Tôi chịu thua bạn, mấy bạn chấm điểm cho bà đi. Tôi khổ quá thì tôi nói gì đó bà cũng cãi chấm chém mà. Trời ơi trời. Sao không cãi thì tao mua mấy bạn. Tôi chịu nè. Mà mua là 10 điểm trừ đó chứ mà đâu là 10 điểm. Rồi ơi trời, rồi đây coi coi. Ủa? Từ từ. Cái gì đây Sim? Sim ơi. Cái gì vậy? Đây. Cái gì đây em? Em bé gọi là chu chu. Trời ơi em bé mang tả. Tay dầm nè. Tay dầm nè. Trời ơi dễ thương vậy. Trời ơi, ủa từ sao Sim mới xây 10 phút mà kỳ em. Sao nó tè dầm nè. Ừ nè em. Nó tè dầm mà. Ừ con nách ra. Trời ơi cái tàu biết tè dầm luôn hay. Trời ơi nè, tôi lúc nhỏ tôi cũng có tè dầm nha. Ôi trời. Chị cũng không nha, chị cũng tè dầm nha. Chị cũng không tè dầm nha. Ủa hồi nhỏ, ủa có bạn nào tè dầm hay không? Ủa xây quay dầm dầm nha. Bị tè dầm rồi mọi người. Ủa con nách mà có gì đâu. Ủa phong lắm gì vậy, cầm kim tim chi vậy. Trời ơi. Trời ơi trời ác đâu cái kim thừa. Cái này là tim trâu tim bò chứ không phải là tim em bé đâu không. Tôi nói trước cái này tim cái gì không à. Trời ơi trời đó. À tim cho không á. Trời ơi trời đó mấy bạn thấy không. Ui con tàu có hai chùm hai bên chị ơi, dễ thương vậy. Trời ơi trời em tôi quá trời đất lỗi bạn ơi. Các bạn đừng quên chấm điểm cho con chú chu che gọi là đáng yêu như này bao nhiêu điểm nha. Phiên bản baby. Trời ơi kỳ quá. Phiên bản của tôi quay bao giờ đừng quên các bạn biết sao biết nha. Và cuối cùng chùm của Sammy Đào được gọi tên qua chỗ tôi nói chuyện lên. Đâu xem là tại sao mà tự nhiên nó giật đây. Mà tự đâu phải tự nhiên nó giật đâu. Chứ cái gì. Mọi người xin chào các bạn đến với Chu Chu Trẻ phiên bản 10 phút. Con này nó ói à. Cái gì ói, cái gì mà ói. Con này là nó đang phun cái nọc độc của nó bằng laser. Không ơi. Bên chu chu tre của Sim thì tè dầm á. Còn bên chu chu tre của Sam thì mắc ói. Chui Duyên. Cái này là nó đang phun chất độc bằng laser. Là laser của nó chị không Chui Duyên. Chất độc nếu mà phun ra thì nó phải ở đằng ngoài chứ sao lại ở trên ngoài. Kệ em đang phun em chàng chị cho đẹp. Bây giờ mọi người chấm điểm cái con tàu của em đi. Mọi người xịn xói như vậy. Vậy chứ sao đẹp dữ. Nè nha. Nó phải xịn xói từng cái nhỏ nha. Nè nha tôi nói trước nha. Cái ống khói của tôi là bằng con của bà Mùi này nha. Nói trước nha. Kêu quái của tôi ơi là bạn mà ơi hỏi các bạn thấy không? Thấy nhìn nó hơi điêu điêu nào ơi. Điêu cái gì? Cái này là do tôi xây có tâm mà có tầm hiểu không? Con người xây nhà tù như tôi thì tất nhiên là chuyện đó đơn giản hiểu không? Đó ok. Rồi đây tổng thể cái chân, ba cái chân siêu to khổng lồ chạy nhìn cái chân tôi cũng thấy sợ rồi đó. Nguyên cái đoàn tàu đằng sau vẫn có cái cửa. Đó thấy chưa? Mình có tâm như thế này. Ê, trong, mà. Trong đây mình có ở được trong đây không sao? Đó, cái gì? Ở trong nào? Chị ở trong trong này hả? Cho em cho chị ở. Ở trong đây hả? Thôi cho chị ở đi em ở. Ở này cơ mà.
Trời đó, đó kêu mình xây nguyên cái làng đó được. Đúng rồi. Con này bé có cái làng yêu tim cũng đi được các bạn rồi. Ok thì đây là tổng hợp chu chu cha của tôi nè. Đây, cấp 1, cấp 2, cấp 1 tỷ. Đây cấp 1 tỷ nó to, nó to quá trời. Còn đây, đây đây. Ông Phong, Phong ơi, lúc nãy cái Phong tự nhiên nó giật đâu làm chị nhớ đến cái con con ép lần trước quá. Đây, con của Phong cần cấp 1 nè. Phong cần cấp 1 là bánh bao. Cấp 2 là nhìn bò đồ hơn nè, thành con giác nè. À có con này con bò rẫy. Đó, cấp 3 là bự hơn nè. Thấy giờ Phong là theo level Phong đó. Là kết quả rõ ràng nhất à. Còn đúng rồi. Sao sao sao. Sao vậy vô duyên. Đúng mà. Rồi còn bà muốn không thể nào mà từ tờ 1.000 mà trở thành tờ 500.000 trong một nút nhạc. Trời ơi, kệ tôi, đây là cấp 1 của Mui nè. Rồi cấp 1 Mui hơi lạ, cấp 2 của Mui cũng lạ đó. Rồi qua đây là biến thành dây chó nè. Sau đó qua bên đây là biến thành đó. Đây thì bên này con cấp 1 của CP là Phong gần đấy, con dê nè, đó con dê sầu nè, con dê sầu dễ cảm nè, đó cấp 2 nè. Tôi sẽ Phong nha, tôi đây là mấy cún nha. Trời ơi, đây con cấp 2 nè, con ai thì đẹp hơn, đây có 3 đó, còn như tên nó tiếng ngon ngược các bạn, nó thành em bé luôn, nó từ lên lớn thành em bé luôn mà. Mà nó em bé mà to nhất. Đúng rồi, em bé mà to nhất cũng là từ, tôi thấy cái con xem xây lúc nào con trâu đứng đây nhìn đây, cái con trâu thì mệt ghê. Con nghĩ sao đúng rồi. Rồi đưa qua bên kia đi, mệt ghê luôn rồi. Đã để đúng chỗ nha Phong cận rồi. Ok mọi người, mình nghỉ video ngay này thôi các bạn. Đừng quên comment phía dưới sao biết là chu chu tre của ai là đỉnh nhất trong mai đó nha các bạn. Và đừng quên đặc biệt vé của Fan Meeting Hero Team chỉ còn 50 vé các bạn ơi. Hình như là còn mấy ngày thôi. Còn là tầm như là tầm 3 ngày thôi là đến 3 2 ngày quên. Đăng clip này là mai còn 2 ngày. Chỉ còn 2 ngày để đến Fan Meeting các bạn ơi. Cố gắng vui vẻ nha. Trời ơi trời, ok. Tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn gặp lại. Bye bye mấy bạn. Bye bye. Ủa gì vậy? Ủa từ từ. Ủa từ từ. Ê mọi người, chạy tới thôi vậy? Tự nhiên đang chào chứ.